Xin chào tất cả mọi người ạ. Mọi người vẫn khỏe chứ ạ? Tình hình dịch bệnh thì công ty rất mong mọi người hãy cẩn thận và luôn khỏe mạnh nha. Và lời đầu tiên em xin giới thiệu, lời tiên xin chào mừng mọi người tham dự Follow Webinar. Thì Follow Webinar là một ứng dụng chia sẻ những kiến thức đến với những người đã yêu quý Follow Me. Cho phép em xin được phép giới thiệu một chút về em. Thì em tên là Nhã, đến từ Follow Me. Và tiếp sau đây em xin giới thiệu diễn giả của buổi trực tiếp ngày hôm nay, anh Lê Sĩ Tuấn, Mr. Bebe. Anh ấy là nhà đồng sáng lập của F2 Fund, đồng thời cũng là nhà phân tích tài chính đến từ Việt Nam. Và hôm nay anh ấy sẽ chia sẻ về sự dịch chuyển của tiền tệ. Trước khi bắt đầu thì em xin nói một chút là trong quá trình diễn ra buổi hội thảo ngày hôm nay, mọi người có bất cứ thắc mắc hay là câu hỏi gì thì mọi người vui lòng để lại câu hỏi vào bot chat. Anh Mr. Bebe sẽ lần lượt trả lời những câu hỏi của mọi người. Và đừng quên những ưu đãi phía sau của Follow Star nha. Đối với mỗi thành viên của Follow Star, khi mà anh chị được cấp 3 sao thì lúc đó anh chị đã được chiết khấu hoa hồng rồi. Miễn là những thành viên mà anh chị mời giao dịch càng nhiều thì hoa hồng của anh chị càng cao. Và không để mọi người đợi lâu hơn nữa, em xin mời Mr. Bebe bắt đầu buổi hôm nay ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người. Cho phép mình xin giới thiệu lại một lần nữa. Mình tên thật là Lê Sĩ Tuấn, mà có cái nickname ở thị trường tài chính mọi người hay quen mình với cái tên là Mr. BB. Thì tại sao lại có cái tên này thì mọi người cứ nghĩ đó là một cái nickname, một cái biệt danh dễ thương dành cho mình. Mình tham gia thị trường này được từ 2013, bắt đầu từ thị trường chứng khoán Việt Nam. Sau đó 2014, cuối 14 đầu 2015 mình bắt đầu bước chân vào thị trường giao dịch ngoại hối. Thì tới nay chắc cũng sắp xỉ được 5 năm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người một số vấn đề về thị trường và nền kinh tế mà mọi người cần lưu ý. Bởi vì mọi người biết đó, phân tích cơ bản, quên phân tích kỹ thuật thì rất là nhiều người đã chia sẻ rất là nhiều cái phương pháp phân tích kỹ thuật. Nhưng mà để phân tích kỹ thuật thì mọi người phải nắm vững được cái cơ bản của thị trường, và đó chính là phân tích cơ bản. Mọi người phải hiểu cái cách vận hành của nó, dòng tiền, cách vận hành của đồng đô la, cách vận hành của đồng euro, đúng không ạ? Và nó có liên quan chặt chẽ tới nhau đó. Và chúng ta phải có những cái dự đoán, có những cái phán đoán tốt để phân tích kỹ thuật cho nó tốt. Bởi vì mọi người biết nha, khi mà nền kinh tế xấu đi, đúng không ạ, thì chúng ta không thể nào chúng ta dựa theo phân tích kỹ thuật để chúng ta đánh lên được. Mặc dù vẫn chỉ báo vẫn cho chúng ta bay lên, nhưng mà một cái xu hướng rớt quá mạnh, một cái dòng tiền lớn mà thoái vốn ra khỏi một thị trường thì nó sẽ rớt rất mạnh, bất kể là cái phân tích kỹ thuật, cho dù là như thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ rớt giá. Đó chính là cái nền tảng của phân tích kỹ thuật, đó chính là phải dựa vào dòng vốn lưu động. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về bài tiền tệ để chúng ta hiểu về dòng vốn lưu động và cái cách thức vận hành của dòng tiền ở trong thị trường tài chính nó như thế nào. Thì ở đây cái mình sẽ bắt đầu với slide của mình. Cái này nó gọi cũng mình gọi là xu hướng dịch, sự dịch chuyển của tiền tệ. Thì để nói nôm na cho mọi người hiểu thì thứ nhất là cái thị trường tiền tệ này thì là nó bao gồm là, ok, mình sẽ phóng to cái này lên. Ok, ok, khá là nhỏ. Ok, và để mình sẽ share màn hình của mình. Ok, mình sẽ share màn hình của mình lại lên cho tất cả các bạn coi cho nó rõ. Ok. Ok, mọi người đã thấy rõ dạ rồi. Ok, mình sẽ bắt đầu cái. Ok. Ok, mọi người đã thấy chưa? Ok, thì thứ nhất để mình sẽ xin Ok, mình xin lỗi mọi người chút xíu. Ok, nó hơi có vấn đề một chút xíu.
Ok, thì như mọi người thấy đây là mình sẽ nói về tương quan giữa thị trường tiền tệ với thị trường đầu tư khác. Đầu tiên chúng ta bắt đầu bởi vì là mọi người biết đó, thị trường Forex ở nước ngoài nó dịch ra là Foreign Exchange, tức là giao dịch về ngoại hối. Thì ở đây mình muốn nói là thị trường giao dịch ngoại hối nó liên quan mật thiết tới thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản và các thị trường hàng hóa, bao gồm như vàng, dầu, Bitcoin, đó là những loại hàng hóa. Thì thứ nhất mình xin lưu ý một điều, ví dụ ở đây là tại sao thị trường Forex, tức là thị trường tiền tệ, nó lại ảnh hưởng tới tất cả các thị trường khác. Thì mọi người cứ nghĩ rằng tại sao giá bất động sản lại tăng à? Tại sao giá bất động sản tăng, giá chứng khoán tăng, giá Bitcoin, giá vàng lại tăng, đúng không ạ? Và mọi người thấy nha, ví dụ giá chứng khoán tăng thì là dòng tiền đổ vào chứng khoán, các nhà đầu tư họ mua mua bất động sản, đúng không ạ? Hoặc là mua chứng khoán, thì ngay lập tức sẽ đẩy giá thị trường chứng khoán tăng và đẩy giá thị trường bất động sản tăng. Và khi mọi người thấy nha, cái thời điểm sốt nhất ở Việt Nam, tức là thời điểm sốt đất hay là gọi là cơn sóng bất động sản ấy, thì bất động sản 2014 tới 2016, 2017 thì nó tăng rất là mạnh mẽ, và 2018 thì là đạt đỉnh. Thì mọi người biết nhá, thì khi mà thị trường bất động sản đạt đỉnh thì cái gì giảm giá? Đó chính là giá vàng. Giá vàng đi xuống mốc rất là sâu, dưới khoảng là 20 triệu, 23 triệu một lượng vàng, đúng không? Thì đó là thời điểm mà giá bất động sản bắt đầu là tăng trưởng. Nhưng khi mà giá bất động sản bắt đầu đi xuống và giá vàng thì bắt đầu đi lên, thì mọi người thấy rằng đó chính là cái sự dịch chuyển của dòng tiền, tức là dòng tiền dịch chuyển từ thị trường bất động sản rút lui ra, thì ngay lập tức giá bất động sản sẽ đứng im hoặc là bắt đầu nó có sự là tụt dốc. Thị trường chứng khoán cũng vậy. Thị trường chứng khoán Việt Nam đạt đỉnh vào năm 2018, vào tháng 4 2018 là đạt đỉnh là 1.800 điểm, thì cũng như vậy. Tức là cứ khi nào mà có một cái thị trường nào đó nó tăng lên thì sẽ có một thị trường khác nó phải giảm điểm. Đó đó chính là thị trường Bitcoin đã từ 20.000 đô rớt xuống, đúng không ạ? Đó thì là khi mà tiền nó sẽ rút ra khỏi thị trường crypto thì nó sẽ chảy sang những kênh đầu tư khác. Cái này là mối liên hệ mật thiết giữa thị trường tài chính, tức là tất cả muốn tăng giá hay là nó muốn có một cơn sóng thì nó phải có một cái dòng tiền, dòng vốn đi vào của các nhà đầu tư trên thế giới, họ đi vào thì cái bất động sản, cái chứng khoán hay là cái giá vàng, giá dầu thì nó mới tăng lên được. Đó chính là cái mối liên quan mật thiết. Rồi, ok, mình sẽ ôn lại một chút xíu. Đây chính là cái biểu đồ về của mã Dow Jones, tức là chỉ số US 30 của Mỹ á, tức là tập hợp gồm 30 công ty của Mỹ. Thì mọi người biết nha, ở cái chỉ số Dow Jones này thì từ 2001 tới 2010 thì mọi người thấy lần gần nhất nó sụp đổ, đó chính là khi mà khủng hoảng tài chính 2008 xảy ra. Thì mọi người thấy là nó tụt từ 14.000 điểm xuống là 8.000 điểm, tức là tụt gần 50%, được chưa? Đây là một cái mốc giảm mà lớn nhất của nó từ từ trước tới nay. Thì mọi người có thể thấy tiếp theo, khi mà thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ vào 2008 thì mọi người biết nha, thị trường chứng khoán châu Âu cũng bị sụp đổ theo. Đó, đây là thị trường chứng khoán châu Âu, nó cũng đây là mã FTSE, được chưa? Nó cũng sập từ trên 6.600 điểm xuống còn 4.000 điểm, được. Đó, thì đây tiếp theo đó là thị trường chứng khoán châu Á, đây là Nikkei 225, nó là một chỉ số chứng khoán của Nhật, đây là bị nó đặc trưng cho thị trường chứng khoán châu Á, nó là một biểu đồ để nhìn vào đó người ta biết là thị trường chứng khoán châu Á là họ vận hành theo, họ 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 dựa theo thị trường chứng khoán Nhật để họ mua bán. Thì mọi người có thể thấy là chứng khoán Nhật còn thậm tệ hơn, với rớt từ mốc 18.000 điểm xuống 8.000, tức là mốc khoảng 60%. Đó, đây là thị trường chứng khoán châu Á. Về thị trường Việt Nam thì còn khủng khiếp hơn, khi mà đạt đỉnh ở năm 2008 và sau đó là rớt từ 1.200 điểm xuống 200 điểm, tức là bay hơi khoảng 80% giá trị vốn hóa của nó chỉ trong vòng một năm, từ 2008 xuống đến 2009, tức là trong vòng một năm thì là thị trường Việt Nam bốc hơi khoảng 80%. Tiếp theo là giá dầu, như mọi người thấy đây là giá dầu của khi cuộc khủng hoảng 2008 thì nó bốc hơi từ 200 từ 150 đô rớt về lại mốc khoảng 50 đô, tức là giá dầu thế giới tụt đâu đó là 80%, 70%, sorry mọi người, tụt 70%, nó rớt giá rất là khủng khiếp, được chưa? Đó, đây thì là và tiếp theo đó mọi người coi nè, Euro USD cũng giảm giá luôn, tức là đồng Euro giảm giá rất là mạnh so với đồng USD. Tiếp theo là đồng bảng Anh này còn giảm giá kinh khủng hơn, là đi từ mốc 2.100 điểm chỉ rớt xuống còn 1.350 điểm, tức là đâu đó rớt khoảng 10.000 pip.
Đó thì đó là nếu iShares Forex thì mọi người biết khoảng 10.000 pip từ năm 2008 đến 2009, thì đây là một cái sự gọi là mất giá rất là nặng của đồng bảng Anh so với đô la. Thì như mọi người thấy nha, mình vừa kể tên, đó thứ nhất là thị trường chứng khoán châu Âu sụp đổ, thị trường chứng khoán Anh sụp đổ, thị trường chứng khoán châu châu Á sụp đổ, thị trường chứng khoán Việt Nam sụp đổ, đúng không ạ? Đồng euro sụp đổ, đồng bảng Anh sụp đổ. Vậy có phải là tất cả mọi thứ đều sụp đổ, giá dầu cũng cũng bị sụp đổ luôn, giá giảm rất sâu. Vậy cuối cùng cái gì tăng giá mọi người? Vậy câu hỏi cuối cùng, khi tất cả đều giảm giá như vậy thì cái gì tăng giá? Thì chỉ có thêm một thứ duy nhất, đó chính là đây, đồng đô la Úc cũng bị giảm giá luôn. Đây, chỉ có duy nhất thời điểm đó có một sản phẩm tăng giá chung so với mặt bằng chung với thị trường, đó chính là đô la index, tức là đồng đô la Mỹ. Tức là mọi người biết nha, đồng bảng Anh giảm giá, đồng euro giảm giá, đô la Úc giảm giá, đúng rồi, đô la Canada giảm giá, tất cả những loại tiền của các quốc gia khác giảm giá, thì duy nhất chỉ có một loại tiền tăng giá, tức là lúc này dòng tiền từ các nước khác nó sẽ đổ vào, họ sẽ đổi ngược lại qua USD. Đó, thì đây chính là cái điều mình muốn nói, tức là khi mà các thị trường khác nó giảm giá thì vẫn sẽ luôn luôn có một thị trường nó bật giá trở lại, đó chính là USD. Thì lý do tại sao mà khiến USD lại tăng giá so với các loại đồng tiền tệ khác bị khủng hoảng, trong khi là Mỹ là nước bị khủng hoảng, nhưng mà đồng đô la Mỹ lại tăng giá, thì chút xíu nữa các chị sẽ hiểu sâu hơn về điều này. Đó, chưa? Đó, thì các chị cứ hiểu nôm na một điều thôi, đó chính là khi mà các loại tiền tệ khác mà bị giảm thì chỉ duy nhất USD sẽ tăng giá trở lại. Và đây các chị thấy nha, ngay cả thị trường vàng, thì thị trường vàng đã khi mà khủng hoảng kinh tế xảy ra, vàng từ 1.000 đô đã bị rớt xuống còn 700 đô, tức là bay hơi khoảng 30% giá trị của nó. Đó, thì ở đây mình mới nói là chỉ có duy nhất là USD lúc này tăng giá so với thị trường chung, được chưa? Và đó chính là cái mà điều mình muốn nói mọi người, đó chính là cái tác động của đồng USD so với thị trường tài chính toàn cầu. Và mọi người biết nha, đồng USD là một cái mốc rất là quan trọng để mọi người cần nhìn tới. Thứ nhất là đô la Mỹ và sự ảnh hưởng toàn cầu của nó. Như các chị biết, USD là đồng tiền thanh toán chung của thế giới, đúng không ạ? Và nó là một, đây các chị thấy chị phần trăm ở đây, nó là dùng để tính toán quy đổi các loại lãi suất cho vay, các khoản vay và các nợ công của các quốc gia. Ở đây mình nói nôm na như thế này, các khoản nợ của các ngân hàng, của các doanh nghiệp thì họ thường thường họ căn cứ trên lãi suất của đồng đô, được chưa? Lên thị trường để họ dựa vào đó để họ đánh giá được, họ cân đối lại các ngân hàng, họ cân đối hoặc là các khoản nợ quốc gia, họ thường là sử dụng đồng đô để thanh toán, và họ sử dụng lãi suất của đồng đô la Mỹ để quy ước cho các lãi suất của các quốc gia của mình, được chưa? Và cái thêm nữa là chiếm 70% tỷ lệ dự trữ ngoại hối toàn cầu. Nhưng mà mọi người đều biết đó, thì Việt Nam cũng là một nước dự trữ ngoại hối, thì đa số Việt Nam mình 80% đến 90% là dự trữ đồng đô la. Đó, ví dụ như là Singapore thì gần như là dự trữ là 90% là bằng đô la Mỹ, được chưa? 10% còn lại là đồng euro, đồng yên Nhật. Tại vì đồng đô la Mỹ thì cái tính ổn định về giá của nó rất là tốt, và nó có thể thanh toán ngay lập tức, được chưa? Và cái cuối cùng, đô la Mỹ là một cái đồng tiền thanh toán chính cho các sản phẩm như là vàng, bạc, dầu mỏ, đúng không ạ? Thì mọi người thấy là vàng, bạc thường họ niêm yết với lại đô la, được chưa? Dầu mỏ cũng thế, dầu mỏ thì gần như là chúng ta thanh toán là bằng đô la, chứ chẳng ai là tính là dầu mỏ là thanh toán bằng bảng Anh hay euro cả. Đó, thì mọi người có thể thấy là những sản phẩm quan trọng nhất trên thế giới, bao gồm là kim loại quý hay là những cái sản phẩm về năng lượng, thì tất cả đa số đều thanh toán bằng đô la, đúng không? Thì nếu mọi người có thể đọc thêm nhiều tài liệu về cái chính sách petrodollar của Mỹ đó, thì mọi người sẽ hiểu hơn. Rồi, ok. Ok, một thêm một cái kiến thức mình cung cấp cho mọi người nữa là cái chỉ số USD Index. Nếu mà ai đang chơi forex mà không biết tới cái chỉ số này thì mọi người phải xem lại, bởi vì cái chỉ số này cực kỳ quan trọng đối với lại những người giao dịch ngoại hối, bởi vì đây là một cái chỉ số nó bao gồm 6 cái đồng tiền thành viên, bao gồm đồng euro, đồng yên Nhật, đồng bảng Anh, đồng Canada, đồng Corona Thụy Điển, đồng franc Thụy Sĩ. Thì mọi người biết nha, USD Index ra đời vào tháng 3 1973, khi mà các cường quốc kinh tế thời đó đồng ý thả nổi đồng tiền của mình, và giá trị ban đầu là 100 điểm, được chưa? Đó, thì ở đây cái này nó rất là quan trọng. Thì ở đây mọi người thấy là cái biểu đồ này nó bao gồm, mọi người thấy
thì đồng euro nó sẽ chiếm 57,6% trong cái rổ chỉ số này, tức là chiếm lớn nhất. Và mọi người coi gần như cái đồng đô la Mỹ này sẽ đi ngược lại với hoàn toàn đồng euro USD. Thì nếu mà ai trade euro mà thấy là chỉ số USD net mà bị giảm ấy, thì chắc là chắc chắn đồng euro sẽ tăng, và ngược lại đồng euro mà tăng thì chắc chắn là đồng cái chỉ số USD net này sẽ bị giảm, được chưa? Rồi ok, tiếp tục. Trước khi mà đi qua cái này thì mình sẽ mở cho mọi người coi về cái mình sẽ mở sau, mình sẽ cho mọi người coi một cái về đô la index. Ở đây là start window đây, ở đây là một trang chuyên về cung cấp các chỉ số. Thì ở đây mình sẽ mở cho mọi người về chỉ số đô la Mỹ. Đây mọi người, như mọi người thấy đây chính là chỉ số USD index. Đây mọi người có thể vào mọi người xem chỉ số nó mình nói. Đây thì mọi người có thể coi được cái chỉ số này, và gần như nó sẽ đi ngược hoàn toàn với đồng euro, tại vì đồng euro chiếm tới 57% trong cái rổ chỉ số này. Đồng euro là một cái đồng mà thanh khoản nhiều thứ hai thế giới, chỉ xong USD mà thôi. Mọi người có thể thấy ở đây là đồng euro hiện tại đang bị giảm, đúng không ạ? Đang bị giảm giá, thì mọi người có thể coi ngược lại là đồng euro khả năng rất là cao thì nó sẽ tăng giá, tăng ít hay nhiều thôi, nhưng mà chắc chắn là đồng euro hiện tại là đang có xu hướng là tăng giá so với lại đô la Mỹ. Đó thì như mình vừa cập nhật thì đồng euro đang tăng giá cũng khá nhiều so với đô la Mỹ, được không ạ? Đây như mọi người coi. Đó, mọi người có thể coi là cái mình sẽ mở cho mọi người coi, tại vì ok. Đây đây là cái chỉ số của đồng đô la Mỹ mà có thể coi. Rồi, ok, mình sẽ đi tiếp tục, mình sẽ quay trở lại. Ok. Như mọi người biết á, thì hiện tại cái tình hình dịch bệnh COVID-19 thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới các quốc gia, đặc biệt là ở các quốc gia về châu Âu hoặc là như Mỹ. Mỹ hiện tại là các quốc gia mà top 1 về cái tỷ lệ người nhiễm corona và số người chết luôn. Thì mọi người biết nha, thì ở đây như mình có nói đó là lãi suất giảm về gần như bằng không ở tất cả các nền kinh tế lớn, bao gồm như là euro, cộng đồng euro, đúng không ạ? Thì các chị biết rồi là hiện tại đồng euro và đặc biệt là ngân hàng trung ương châu Âu thì đã giảm lãi suất về gần như bằng không, được chưa? Trong khi đó Fed, tức là cục dự trữ liên bang Mỹ, cũng giảm lãi suất về bằng không, được chưa? Đó thì tức là tất cả những cái quốc gia lớn trên thế giới đều gần như giảm lãi suất về bằng không đó. Và thêm nữa là gói cứu trợ tài chính 1.500 tỷ USD của Fed vừa rồi ngày 20 tháng 3 là Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ này cho nền kinh tế Mỹ, đúng không? Và đặc biệt là Liên minh châu Âu thì thống nhất gói cứu trợ mới gần đây là gói cứu trợ 750 tỷ euro cho cộng đồng chung châu Âu, được chưa? Đây là những cái bơm tiền rất là lớn ra ngoài thị trường. Thì ở đây mình muốn nói một điều ở đây, các anh chị có thể coi ở đây là lãi suất, ví dụ như đồng mọi người có thể thấy là đồng đô la Úc là lãi suất của nó là 0.25%, đô la Canada là 0.25%, New Zealand là 0.25%, Fed tức là đồng đô la Mỹ là từ 0 cho tới 0.25, được chưa? Bảng Anh là 0.1 và euro là 0%. Thụy Sĩ và Nhật thì thậm chí là lãi suất âm cơ. Đó thì mọi người coi ở bảng bên này thì ở đây mọi người thấy là 46 quốc gia và vùng lãnh thổ hạ lãi suất, đúng không ạ? Trong đó là 22 quốc gia là một lần và 24 quốc gia là hạ lãi suất trên một lần. Thì ở đây mọi người có thể coi là rất nhiều quốc gia trên thế giới, từ lớn cho tới nhỏ đều hạ lãi suất, được chưa? Là bởi vì là họ phải cứu trợ cho nền kinh tế của mình, nên là cái lãi suất ở tất cả các nơi trên thế giới đều giảm,
và các nền kinh tế họ phải bơm thêm tiền ra để cứu các doanh nghiệp và hỗ trợ cho người dân sống sót qua cái mùa dịch bệnh, bởi vì họ phải làm một việc đó chính là cách ly xã hội đó. Thì ở đây mình muốn nói sẽ nói về thị trường vàng thế giới. Khi cái điều này xảy ra thì mọi người biết thị trường vàng nó gần như đi ngược lại hoàn toàn với lại đồng USD và các loại tiền tệ khác. Ví dụ là khi mà các quốc gia họ tăng lãi suất lên thì gần như giá vàng sẽ giảm đó. Và đặc biệt là đô la Mỹ, thì mọi người biết nha, đô la Mỹ mà càng được in ra nhiều hơn thì các ngân hàng trung ương họ phải mua vào để cân đối cái bảng cân đối kế toán của mình để tránh là lạm phát quá nhiều đó, thì họ phải bù đắp lại bằng một cái gọi là kim loại quý này. Thì như mọi người biết đó, là đến mình thống kê tháng tới tháng 6 vừa rồi thì tỷ trọng dự trữ vàng của Nga đã tăng 21%, được chưa? Dự trữ vàng toàn cầu tăng mạnh 350 tấn, tức là gần như tất cả các quốc gia, các ngân hàng trung ương các quốc gia họ đều mua vàng để dự trữ, được chưa? Đây là cái xu thế chung trên toàn cầu, nên cái việc mà giá vàng vừa rồi đã bứt phá qua khỏi cái mốc 1950 đô của năm 2010 đó, 2011, đó là cái việc tất yếu, bởi vì tất cả các quốc gia trên thế giới đều có xu hướng là mua dự trữ vàng, được chưa? Đây mọi người có thể đọc thêm, đó chính là dự trữ vàng cao kỷ lục. Ngân hàng Trung ương Nga đã mua 106 tấn vàng. Đó, tính hết quý 3/19, được chưa? Đó. À, thứ hai nữa là một cái đáng lưu ý, đó là Trung Quốc. Trung Quốc là mua ròng 10 tấn vàng 10 tháng, mua ròng 10 tháng liên tiếp. Đầu năm có thể mua tổng cộng lên tới 150 tấn trong 2019 và hiện tại đã mua hơn 100 tấn. Không chỉ Trung Quốc mà các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là những thị trường mới nổi cũng đều tăng mua vàng, đúng không ạ? Đó, chỉ trong quý 1/2020 thì các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua vào lượng vàng lớn nhất 6 năm. Tức là mọi người biết nha, là trong quý 1/2020 vừa rồi là gần như tất cả các ngân hàng trên thế giới đều đã mua vào những cái lượng vàng lớn nhất trong vòng 6 năm qua. Ở đây mọi người có thể đọc thêm, đó chính là các quỹ ETF đang nắm giữ cho tới 2.808 tấn vàng, được chưa? Và tăng lượng vàng mua ròng lên là 368 tấn. Đó. Và đặc biệt là các quỹ Bắc Mỹ là chiếm tới 58,6% dòng chảy vốn vào ETF, tức là ở Bắc Mỹ họ mua vào rất là nhiều vàng, đặc biệt là Mỹ và Canada, được chưa? Đó. Đây, ok, mình sẽ nói sâu hơn cái này. Ở đây mình sẽ cho mọi người lướt qua, đây chính là thị trường vàng thế giới. Giá vàng vừa rồi mọi người đã biết là nó đã phá qua mốc 2.000 đô. Sau đó nó vừa quay xuống lại là 1.866 đô. Ở đây mình sẽ ngưng xe và mình cho mọi người coi cái điều lớn hơn ở đây. Mình sẽ cho mọi người coi về mọi người có thể coi ở đây, mình sẽ bật cho mọi người coi cái chỉ số này. À, rất ít người để ý tới, đó chính là vàng trên euro. À, ở đây là giá vàng trên euro. Ví dụ ở đây là giá vàng trên đồng Việt Nam đi, thì mọi người có thể thấy rất là rõ ở đây, cái điều rất là rõ ở đây mọi người có thể thấy. Mọi người biết nha, giá vàng đạt đỉnh ở năm 2011, sau đó là nó đi xuống và sau đó nó tiếp tục đi lên. Thì mọi người thấy nha, giá vàng thực tế ra, tức là những người mà ở châu Âu họ mua vàng, họ mua bằng euro, thì họ đã hòa vốn, tức là từ năm 2019, tức là tháng 7 2019 là họ đã hòa vốn rồi. Đúng không ạ? Thì tức là sao ạ? Tức là đồng euro mất giá so với đồng USD, nên là cái giá trị vàng so với đồng euro thực tế ra là nó đã san bằng kỷ lục của 10 năm trước rồi. Đúng không ạ? 2019 là nó đã đạt được là cái mốc, nó đã quay lại cái đỉnh cũ rồi. Thì ở đây có thể thấy rằng là giá vàng nó đã phá đỉnh của đồng euro rất là lâu rồi, và bây giờ nó sẽ lên tiếp một mốc tầm cao mới. Được chưa? Đây là vàng trên euro. Cái thứ hai nữa là mọi người có thể coi ở đây là vàng trên lại là bảng Anh. Đó, thì mọi người thấy nha, vàng trên bảng Anh thì như thế nào ạ? Nó cũng đã phá rồi.
Vàng trên bảng Anh là đạt đỉnh hồi năm 2011, được chưa? Là một cái đỉnh là 1180 bảng trên một ao vàng. Thì thực ra là nó đã phá luôn rồi, được chưa? Thì hồi 2019 là giá bảng Anh là xuống dốc, thì là cái giá vàng trên đồng bảng Anh là đã phá qua đỉnh cũ rồi, được chưa? Ở đây là thêm một cái nữa là euro mình sẽ quay lại với là USD. Thì mọi người thấy nha, giá vàng thực tế là đã phá đỉnh đồng euro, phá đỉnh đồng bảng Anh, phá đỉnh đồng Canada, phá đỉnh đồng đô la Úc, phá rất là nhiều rồi. Nên thực tế ra là với vàng trên đô la Mỹ thì cái việc mà phá đỉnh là việc sớm hay muộn mà thôi, được chưa? Nên ở đây mình cũng có nhiều cái video và mình cũng đã nói về điều này, tức là cái việc mà vàng phá đỉnh đô la Mỹ thì là việc sớm hay muộn thôi, và chắc chắn là cái chuyện mà nó sẽ vượt xa cái đỉnh này đó là điều chắc chắn. Tức là bởi vì sao ạ? Bởi vì trong quá trình tăng trưởng chúng ta đã bơm ra quá nhiều tiền, được chưa? Và đặc biệt cái kỳ dịch Covid-19 này chúng ta lại phải tiếp tục bơm ra rất rất nhiều tiền nữa để cứu trợ nền kinh tế, và chúng ta lại phải giảm lãi suất để là hỗ trợ các doanh nghiệp, thì ở đây nó sẽ gây ra một cái gọi là mất cân đối kế toán, tức là số tiền mà từ GDP, số tiền từ thu thuế của người dân thì thu vào ít hơn, nhưng mà số tiền chúng ta lại phải in ra để cứu trợ nền kinh tế là phải nhiều hơn. Nên chính vì đó là nó sẽ gây ra một cái lạm phát rất là lớn đó, nó làm cho đồng tiền mất giá, thì vàng và các kim loại quý khác lại tiếp tục tăng giá. Nhưng mà người thấy thì đây giá đồng đô la nó đã phá lại cái đỉnh là 1920 đô, sau đó hiện tại thì nó có thể là nó vừa test lại ở đây mọi người, nếu mọi người coi đến ngày thì nó vừa lại test lại về cái vùng 1925 này đó. Thì đây là một cái điều tất yếu của giá vàng, là nó có khi mà qua chu trình lên giá cao thì nó test lại thôi. Nên là cái việc mà ai đó mà có hỏi mình là vàng nó có phá đỉnh hay không thì mình kêu là chắc chắn là phá đỉnh, và chắc chắn nó còn sẽ lên cao nữa so với lại cái giá hiện tại của nó, tức là cái chu trình quá trình tăng của nó đang còn rất là dài, được chưa? Đó là những cái mà mình nói về là giá vàng rồi. Ok, thì tiếp tục mình sẽ quay lại với lại cái chủ đề của mình. Ok, về ở đây đó chính là mọi người biết là từ đầu năm 2020 tới nay, tức là tỷ lệ mà những người trả lời là thị trường ảm đạm cao nhất ở là các thị trường mới nổi, khoảng 42% công ty trong ngành quản lý quỹ và quản lý tài chính trên toàn cầu là tăng dự trữ tiền mặt, được chưa? Đó, và ở đây rất là nhiều, ở đây và mọi người có thể đọc cuối là và các quỹ đầu tư vào sản phẩm an toàn như vàng đang là sự lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư chuyên nghiệp. Lượng tiền chảy sang các quỹ ETF và các quỹ đầu tư nắm giữ vàng như SBDR tăng 23% so với năm ngoái. Đó, cái này là thống kê của cái quỹ đầu tư BlackRock của là Phú Quan của Mỹ. Thì mọi người biết đó, là ở đây câu hỏi của chúng ta là hiện tại là tiền mặt là vua hay vàng? Đó, thì mình vừa trả lời cho mọi người biết. Thì tiền mặt hiện tại nó đang bị gọi là có một cái sự lạm phát rất là nặng, bởi vì các quốc gia liên tục là phải giảm lãi suất về gần như là bằng không, thậm chí các quốc gia như mọi người coi là có những quốc gia giảm về là bằng âm rồi đó, và họ liên tục họ in tiền ra. Nên là cái việc mà chúng ta giữ tiền mặt, đặc biệt là ở Việt Nam, thì nó là một cái điều gì đó nó hơi xa xỉ. Như mọi người đã biết là đồng vàng trên đô la hồi nãy mình có đã cho mọi người coi, thì ở đây mình sẽ cho mọi người coi lại. Mình sẽ cho mọi người coi lại cái chat này một lần nữa. Thì đây là vàng trên đô la, và mình đây là ví dụ một quốc gia khác là vàng trên đô la Úc. Đây mọi người thấy nha, vàng trên đô la Úc. Đô la Úc, vàng đạt đỉnh của đô la Úc thì vào năm 2011. Đó mọi người coi nè, nhưng sau đó với giá vàng từ 1175 đô la Úc một ao thì bây giờ đã tăng lên tới 2700. Thì ở đây mọi người thấy nha, ai mà đu đỉnh, tức là ai mà ở Úc mà mua vàng mà từ 2011 tới nay thì họ đã đạt mức lợi nhuận là 60% rồi. Đó, ít nhất là 55%. Tức là những người ở Úc thì đồng tiền mất giá quá mạnh so với đô la, thì họ đã đạt được mức lợi nhuận là 55% khi mà họ mua vàng so với đô la Úc. Đó, đây là mọi người thấy không? Tức là ai mà ở Úc thì là họ đã quá lời rồi. Đó, ví dụ một cái nơi khác là vàng trên Canada, vàng trên đô la Canada. Đây, vàng trên đô la Canada.
thì mọi người thấy đây cũng tương tự đó, vàng trên đô la Canada, tức là nó, giá vàng đã phá đỉnh cái đồng của đồng Canada thì rất là xa rồi đó. Thì cái việc mà vàng phá đỉnh Việt Nam đồng hay là vàng phá đỉnh đô la, cái việc đó là chắc chắn phải xảy ra, và nó có thể là đi xa hơn cả cái đỉnh đó nữa. Ở đây là mình cho mọi người thấy đó, nên là cái việc mà mọi người hỏi cái giữ là tiền mặt hay vàng, thì mình khuyến nghị là ở trong một cái giai đoạn mà các nơi trên thế giới mà luôn luôn in tiền ra và luôn luôn giảm lãi suất về bằng không như vậy, thì chúng ta nên giữ vàng cao hơn là nên giữ tiền mặt đó, được chưa? Thì ở đây là mọi người sẽ hiểu hơn về cái cách dịch chuyển dòng tiền, tức là hiện tại USD nó đang bị in ra quá nhiều, USD nó sẽ chạy vào những cái sản phẩm khác, nó sẽ chạy vào như vàng đó, nó đây là vàng hoặc bạc, đây là những cái sản phẩm mà USD sẽ đổ vào, được chưa? Rồi ok, thì vừa rồi là mình có trình bày cho mọi người hiểu sơ qua về cái cách vận hành của đồng USD và cái sự dịch chuyển của tiền tệ, nó luôn chuyển trong cái nền kinh tế. Thì nếu mọi người có một câu hỏi gì thì mọi người có thể chat trong cái room để chúng ta có thể cùng nhau hỏi đáp và cùng nhau trả lời những cái câu hỏi, được chưa? Mọi người có thể chat, mọi người đặt câu hỏi cho mình. Ok, có khá là nhiều những câu hỏi. Ok, cái câu hỏi là mình sẽ trả lời là gần nhất là của bạn Zem KK gì đó, thì bạn hỏi là bạn có nghĩ rằng vàng giá vàng sẽ tăng trở lại không, tôi có nên mua không? Thì tôi vừa trả lời cho bạn biết thì chắc chắn là giá vàng sẽ tăng và vượt đỉnh, bởi vì như tôi vừa nói đã vừa rồi rồi, tức là giá vàng đã phá đỉnh euro, phá đỉnh bảng Anh, thì chắc chắn cái phá đỉnh đô la Mỹ là một điều dĩ nhiên. Yes. Vậy. À, tôi là một nhà giao dịch ngoại hối mới, làm sao để tôi cài đặt mức cắt lỗ? Ok, cái này là khá đơn giản, bạn có thể hỏi với người môi giới của bạn nha. Đặt mức cắt lỗ thì bạn có thể vào những cái trình duyệt, nó đều có mức stop out hoặc là stop loss. Đó, nó có những nơi để là stop out, có những nơi để là stop loss, thì bạn có thể là cài ở những cái mức đó. Sản phẩm yêu thích nhất của bạn có phải là vàng à? Không, sản phẩm của yêu thích nhất của tôi không phải là vàng, mà là các chỉ số chứng khoán, ví dụ như là Dow Jones, SP 500, đó là những cái sản phẩm yêu thích nhất của tôi. Còn vàng thì hiện tại nó đang là cái sự gì đó sức rất là hút, nên là tôi cũng đang quan tâm tới vàng rất là nhiều trong cái thời gian một năm trở lại đây, từ 2019 trở lại đây tôi đang quan tâm rất là nhiều về vàng. Bạn đánh giá thế nào? Bạn đánh giá thế nào về xu hướng của đô la Mỹ trong thời gian dài? Ở đây tôi sẽ cho bạn coi, tôi sẽ mở lại chat đồng đô la Mỹ cho bạn coi. Và cái câu hỏi này khá là hay, mà tôi xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Và tôi sẽ share lại cái này để cho chúng ta cùng có thể coi. Ở đây là chat đô la Mỹ. Thì như bạn có hỏi là đồng đô la Mỹ như thế nào, thì tôi có nói rồi. Ở đây tôi sẽ mở một cái gần, tại vì đa số chúng ta trade ở thị trường này, chúng ta như bạn thấy á, là đồng đô la Mỹ hiện tại đang thấp nhất trong vòng là 2 năm qua, đúng không ạ? Thì mọi người thấy từ 2018 đồng đô la Mỹ bắt đầu xuống dốc, đúng không ạ? Sau đó là nó đã tăng lên rất là cao ở cái mức khi mà có dịch Covid-19 xảy ra là mức 102. Đó, thì hiện tại nó đã rơi về lại cái vùng là 93. Thì xu hướng dài của tôi, theo tôi nghĩ là nó vẫn sẽ giảm, bởi vì hiện tại nền kinh tế Mỹ đang rất là yếu, được chưa? Và ở đây tôi có thể cho bạn coi một cái đơn giản hơn, được chưa? Tôi sẽ cho bạn coi một cái đơn giản hơn. Tôi hay sử dụng cái này để cho các bạn coi một cái xu hướng lớn, nên là các bạn đây tôi sẽ mở cho bạn một cái xu hướng lớn các bạn. Ở đây bạn có thể coi ở trong cái chỗ technical này, ở đây tôi sẽ mở chart daily. Thì như bạn thấy ở đây ở cái chart daily này, tức là toàn bộ tất cả các chỉ báo về là của cái đồng đô la, được chưa, là ở chart ngày đều là báo là cái chỉ số xung động và chỉ số động lượng của cái đa này, từ MA cho tới các indicator đều báo
báo xuống, tức là nó còn sẽ khả năng là lên của đồng đô la hiện tại đang rất là khó. Được chưa? Thì cái đồng đô la hiện tại nó đang lên rất là khó, nên bạn sẽ thấy là euro và bảng Anh, đúng không ạ, đang tăng rất là mạnh. Được chưa? Euro thì đang tăng lại mốc 1180 điểm rồi. Bảng Anh là mốc 1310 mấy điểm. Đây chính là một cái mà điểm tăng giá khá là mạnh. Đó, thì đồng đô la sẽ tiếp tục xu hướng dài sẽ còn giảm giá nữa. Đó, theo cái tất cả các chỉ báo này nó đang báo. Đó, thì tôi khuyến nghị dài hạn thì đồng đô la vẫn sẽ giảm tiếp, chứ rất là khó để tăng trở lại trong cái khi mà nền kinh tế Mỹ đang bị suy yếu như thế này. Khi bạn giao dịch, bạn có sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản hay kỹ thuật hay không? Có, đương nhiên là tôi có sử dụng rồi, nhưng mà cái buổi này quá là ngắn để cho tôi chia sẻ, nên là tôi sẽ chia sẻ một chương trình sau. Nếu có thể, tôi sẽ phân tích ở cái trang Follow Me của tôi. Các bạn có thể theo dõi trang Follow Me của tôi, và các bạn có thể xem cách tôi phân tích kỹ thuật cũng như phân tích cơ bản. Yes. Ok, đây có một câu hỏi khá là hay, là tôi muốn hỏi là bạn đánh giá thế nào về thị trường vàng gần đây? Tài khoản của tôi bị xóa sạch vào thứ hai. Thực ra cái việc mà giá vàng giảm như mạnh như vậy là cái điều hoàn toàn là đã được dự báo trước rồi, chứ không phải là nó thứ hai này nó mới xảy ra. Tại vì như bạn biết là đã rất là nhiều người đã bị xóa sạch tài khoản bởi là con vàng này rồi, tức là cái giá vàng đã bị tăng rất là cao, nó khiến cho những người mà short vàng, họ ở vị thế short thì họ đã bị thiệt hại rất là lớn đối với giá vàng đó. Nên là cái việc mà bạn buy mà bạn bị thua là cái điều là cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi, nhưng mà bạn cũng đừng có lo quá, là bởi vì bạn vẫn sẽ còn một cơ hội để tiếp tục là buy lên, bởi vì giá vàng vẫn còn sẽ tiếp tục tăng. Nhưng mà bạn cần phải quản lý vốn, tức là bạn phải đánh một lot size. Cái lot tức là cái khối lượng, cái volume bạn giao dịch nó phải là vừa nhỏ vừa đủ vốn để bạn tránh những cái biến động rất là lớn của thị trường, đặc biệt là ở khi mà thị trường vàng đang tăng rất là mạnh thì cái chỉ số rủi ro của nó cũng tăng lên, thì bạn nên cần một giao dịch với một cái lot size nhỏ để bạn có thể trụ được khi mà nó gặp những cái biến cố này, bởi vì giá vàng vẫn sẽ còn tăng tiếp trở lại đó. Cảm ơn bạn đã. Tài khoản Follow Me của tôi ở đây, tôi có thể share cho mọi người coi, đó chính là nó tên là Brian, được chưa? Ok, tôi có thể share cho mọi người coi cái đây. Đây là tài khoản Follow Me của tôi, nó tên là Brian, được chưa? Mọi người có thể xem và theo dõi những cái tôi phân tích về cơ bản cũng như phân tích về kỹ thuật. Vừa rồi là tôi cũng có phân tích về giá vàng, nhưng mọi người có thể thấy đó là mình tôi có phân tích là giá vàng nó đã đạt là cái quá trình buy, quá trình tăng giá khá là cao rồi, và sau đó nó giảm giá xuống, và sau đó nó giảm rất là sâu. Thì hiện tại tôi vẫn chưa có những cái dự báo đưa ra tiếp cho nó. Đây là mọi người có thể chờ đợi tôi ở trong một cái phân tích gần nhất. Tôi sell vàng USD khi nào mà nó đạt giá 2.500 đô. ok. Chúc mừng bạn đã kiếm được 2.500 đô khi mà sell vàng. Đó, đây mọi người có thể coi tài khoản Flomi của tôi. Tôi là một trend trading, tôi giao dịch với lại vị thế khá là dài, có thể là một vài ngày, ít nhất là một vài ngày, và thường là một vài tuần. Những giao dịch của tôi có thể là tới một vài tuần nó mới kết thúc đó, và tôi đánh với một khối lượng rất là nhỏ, thường là 0.01, đó là cái khối lượng mà tôi hay giao dịch.
Ok, cảm ơn Jeff. Ok, cái gì? Offer kìa. Em muốn nói. Ok, mọi người. Vâng, cảm ơn những chia sẻ bổ ích của anh Bebe dành cho buổi trực tuyến của chúng ta hôm nay ạ. Thì trước khi đến thúc chương trình ngày hôm nay, mọi người đã lấy được ưu đãi chưa ạ? Thì ở phía bên tay phải có một cái nút offer, thì trong đấy có một cái link ưu đãi của Follow Star. Mọi người vui lòng nhấn vào link và nhanh tay đăng ký trở thành thành viên của Follow Star nha, để được nhận được những ưu đãi. Đồng thời, mọi người cũng có thể nhấn theo dõi anh Bebe trên ứng dụng của Follow Me để biết thêm những chia sẻ, kinh nghiệm và cập nhật những giao dịch của anh ấy trong tương lai nha. Không những thế, mọi người còn có thể tham gia các nhóm chat để có thể nhắn tin liên kết với những trader khác. Thì các group chat này anh chị có thể dễ dàng tìm được ở công cụ nhắn tin ở trong trang ứng dụng của Follow Me. Và một lần nữa em xin cảm ơn về những chia sẻ bổ ích của anh Bebe và cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham gia buổi hôm nay. Mọi người hãy kiểm tra hashtag của Follow Webinar để đảm bảo đã đăng ký và theo dõi để biết thêm nhiều thông tin cập nhật thú vị nha. Xin cảm ơn và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ ạ.